Mến chào các anh em đam mê chó. Chương trình ngày hôm nay là nói về con chó Thảo Phương 28. Tối nay nó lên đường ra Hà Nội từ Đồng Nai theo chủ mới là bạn Tiến. Tiến thì nuôi chó nhiều rồi, đam mê chó, sưu tầm những con chó rất là đặc biệt nuôi, những con chó bình thường thì không bao giờ nuôi. Thì với lời giới thiệu của trường thì con chó 28 này là của bạn Tiến. Thì chó 28 này là con của mẹ số 11 và cha số 0. Thì mẹ số 11 và cha số 0 thì không nói nhiều nữa. Đây là hai con chó rất là quý. Thì bản thân cái con 28 này á, khi nó trưởng thành nó phải đạt từ 30 đến 37 kg tùy chủ nuôi. Con này khá là hung dữ, tôi thấy nó cắn lộn nhiều rồi, cắn với 29-30 thì thấy là nó hay cắn giống cha nó. Nó cắn thẳng, trực diện, tận dụng chiều cao, cái độ rộng của hàm, lực táp. Nên khi nó vừa công vừa thủ mấy con chó kia thì cắn không lại. Nói chung là con này là con chó cắn rất là khôn. Thì ngày hôm nay tôi cũng đã quyết định dẹp cái chữ chạy chó Phú Quốc giữ nhà Thảo Phương, mà là chỉ lấy là chữ chạy chó Thảo Phương thôi. Bởi nhiều anh em nuôi Phú Quốc á, nói chó tôi là chó Lai, còn tôi thì nói mấy ảnh là chó Lai. Thì khi mà mình tách ra mình làm cái dòng mới thì không ảnh hưởng đến nhau. Cái chó này thì cái cân nặng nó to gấp đôi chó Phú Quốc của VKA, họ gọi là thuần chủng. Cái độ hung dữ thì vẫn còn là cái chất nguyên thủy rất là dữ, nó giữ nhà được. Còn chó VKA thì không giữ nhà được. Thứ ba là cái quấn chủ, rất là quấn chủ. Cái thứ tư của nó là khôn, chó này khôn lắm, nói là nghe rồi, khôn hơn cái dòng với cái A nhiều. Thứ sáu là nó không có phá, ít phá lắm, chứ không phải phá như mấy con chó Lai với cái A. Thứ bảy là nó nhanh lắm, cắn lộn nhanh, chạy nhanh. Thứ 8 nó khỏe, rất khỏe, giật đứt xích. Chín là nó lì, khi mà nó bị dồn vào đường cùng á, nó là tánh của con cọp chứ không phải con chó, hung dữ đáng sợ dù là con chó con thôi. Thứ 10 là sức bền, nó có thể chạy nhảy cả ngày, thể lực rất là bền. Thứ 11 của nó, đó là sức chịu đựng nắng, chịu đựng mưa, chịu đựng tốt. Cái thứ 12 á, là nó không có hôi, nó không luôn, nó luôn khi mình không tắm nó vẫn không hôi, lông vẫn mượt. Tiếp theo là nó không tắm mà lúc nào cũng sạch sẽ đó, trong nhà vô tư. Và điểm đặc biệt của cái dòng chó này là cái chất lông đờ mi rất là mịn, như những cái chăn, những cái mền xịn. Lông nhỏ thôi nhưng mà đờ mi rất là xịn. Dòng đờ mi này thì ở Việt Nam bây giờ không còn đâu, không ai có được cái chất lông đờ mi. Rất là quý, chất lông là quý, mịn lắm. Làm cho con chó giữ nhà, chó giữ thành chó cưng. Thì hôm nay lên đường ra ngoài Bắc, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.
Con 28 này được 1 tháng rưỡi tuổi. Nó đã được chích vaccine 2 mũi. Và chích ký sinh trùng 3 mũi rồi. Sức khỏe nó đủ đảm bảo để tách bầy và nó phải tách bầy sớm. Nếu không là những con chó lớn sẽ cắn chết nó. Đây là nó còn đặc điểm nữa là cái da nó là da đen nha, da chì. Và da nó rất là dày. Nó thể hiện được con chó nó chịu đựng được những cái vết cắn, cú táp của các con chó khác. Thì đây là đầu rất là to, cổ to, bốn chân này to. Và cái miệng nó chiều dày, miệng rất là dày. Miệng ngắn thôi nhưng mà cái hàm há ra rất là rộng. Khả năng há hàm rất là rộng. Lỗ tai vừa, không to không nhỏ. Cái thể hình này thì đẹp, nói chung con chó này đẹp, đáng để nuôi. Rất đáng để nuôi. Đây là một trong những con chó đáng để nuôi nhất trong năm 2020 của trại chó Thảo Phương. Xin cảm ơn các anh em đam mê chó đã xem. Nhớ bấm like cho mình. Chào mọi người. Chào mọi người đi 28. 28. 28. Mấy tháng rưỡi mà lỗ tai đứng rồi nè. Đứng mà chưa có đứng thẳng lắm. Chưa được đẹp. Từ từ nó mới đẹp. Chó nó đen thui. Nó đen như cục than. Và cái con chó ở đây á, nó bị những cái vết cắn. Cắn lộn mà. Nên nó sẽ không được đẹp giống như mấy con chó kiển đâu nha. Chó dữ là người nó lúc nào cũng vết thương rất là nhiều. Cha nó thì gãy lỗ tai rồi cục đuôi rồi đủ các kiểu.